Xin chào thầy và các bạn, em tên là Triệu Anh Tuấn. Hôm nay em xin trình bày bài tập 4 của môn vi xử lý. Đề của bài tập này đó là đếm giờ phút giây hiển thị lên 8 led 7 đoạn. Thời gian có thể tùy chỉnh nhanh để mô phỏng. Em xin trình bày về mặt nguyên lý của em. Đầu tiên đó là em có một con pick, một sợi F887. Thì con bước vào này, đối với bài này thì em sử dụng 20mA để cho nó phù hợp với sử dụng của Quizlet. Em sử dụng một nút tự động reset khi khởi động lại, khi mới vô khởi động chương trình thì vi xử lý sẽ tự động reset. Dùng thạch anh ngoài 20mA có hai tụ để lọc nhiễu cho thạch anh. Và này để tiện thì em sử dụng một led thanh 7 đoạn gồm 8 con led có các cổng ABCD tương ABCD tới G tương ứng, thì em nối với bọc C. Đây là cách trình dữ liệu, còn đây là cách trình mở cho các cái led này sáng lên như trên nguồn. Thì do cái tốc độ trong rotor này, nó khi mà sử dụng gun transistor thì nó sẽ không có nhạy, nó sẽ bị chậm do nó xử lý nhiều chương trình chờ trong đây. Thì để cho giống thực tế thì trong bài này em sử dụng 8 cộng not khi xuất trên không ra đây, thì cái tương ứng ví dụ khi xuất trên RD0 thì led số 8 bên đây sẽ sáng lên, khi xuất RD0 RD1 mất không thì led số 7 sẽ sáng lên. Nhờ em mắc ngược để cho nó dễ nhìn với 0 1 2 3 4 5 6 7 8, thì nó tương ứng với từ phải qua trái để cho dễ làm việc của em. Sau đây em xin trình bày về code của bài tập này. Đầu tiên đó là em khai báo thư viện. Em mời một sợi F887. Em dùng thạch anh ngoài delay 20mA, xong lock bằng 20mA. Em sẽ lần lượt đó là khai báo giờ phút giây với ánh sáng N8 với một biến là N nó sẽ quyết định cái tốc độ của việc đếm lên này. Mã đoạn đây là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 theo cái mã số hexa. Và đặc biệt thì trong chương trình này em có thêm một cái đó là giải mã vị trí D. Yep. Giải mã một vị trí D. Đây là các vị trí D, các vị trí trên D tương ứng, ví dụ như là 0 0XFE, nó sẽ tương ứng với cái vị trí đó là vị trí trên D0. Đây. Nó sẽ tương ứng với vị trí D0 này sáng, sẽ ra số hạ số mất 0 thì led bên đây nó sáng. Tiếp theo có cái vị trí như là 2. Đây là vị trí khi không ít FD, có nghĩa là vị trí không dịch qua một đơn vị. Và không ít FB, F7, EF, DF thì tương tự không cứ dịch qua bên tay trái tới vị trí cuối cùng, tới vị trí số 8. Chương trình này mình không có cần để giải mã 7 đoạn, nên em sẽ xóa cái phần chương trình con này đi. Đầu tiên đó là do giờ phút giây, để em muốn hiển thị ra giờ phút giây, nhưng mà nó sẽ theo thứ tự như vậy.
đó là hai số đầu tiên sẽ là giờ gạch ngang, hai số tiếp theo sẽ là phút gạch ngang và giây, hai số tiếp cuối cùng là sẽ là giây. Thì đây là cái khoảng cách cái gạch ngang của em ở vị trí đó là vị trí 2 với 5. Đây là cái chấm em tắt đi rồi mình sẽ bật lên không ít 3F, đó là hàng G nó sẽ sáng. G sáng, G lên mức 1. Đây G, vị trí G là vị trí, để em xem cho mọi người xem. Đây, đây là vị trí G của mình. Nó sẽ là một cái gạch ngang. Vị trí G lên mức 1. Tiếp theo. Tiếp theo thì em có cộng đề, sẽ ra cộng đề là không ít D8. Không ít D8 là nó ở vị trí đó là, đây là không ít D8, để em ghi ra số nhị phân cho dễ. Đây là không ít D8 tại vì em muốn để cái gạch ngang ở ngay số 2, số 2 và số 5, nên em sẽ khai báo là không ít D8 để khi chạy chương trình thì cứ khi mà bọc B, bọc C truyền dữ liệu đó là không ít 3F để dấu gạch ngang. Thì LED ở số 2 và số 5 sẽ sáng lên để nhận cái tín hiệu từ cổng C. Tiếp theo thì em khai báo một chương trình đó, đó là hiển thị hai số. Đó là em hiển thị từng hai số một, hai số đó là em theo cái hướng làm của em là em sẽ hiển thị giây, hai số giây, hai số phút và hai số giờ. Thì đầu tiên đó là a phút, đây là chống lem, chống bị lem số. Đây là cái số nhập vào, cái số mình input vào cái vị trí của cái hai con số đó. Thì đầu tiên đó là em sẽ lấy hàng đơn vị, em sẽ vị trí của D, đó là vị trí thứ nhất mình do mình nhập vô đây sẽ xuất ra, đó là hàng đơn vị. Rồi khoảng cách delay 4 mili giây, 4 mili giây đó là cái tốc độ quét của vi xử lý, để khi mình nhìn thì cái tốc độ chớp tắt của nó rất là nhanh, cho nên mình sẽ nhìn nó như là một hình tĩnh vậy. Khoảng cách, đây là chương trình con khoảng cách delay 4 mili giây. Xuất ra output thứ hai đó là, đây là cái chống lem và bắt đầu dời lên một đơn vị. Mở cổng tiếp theo để có thể là lấy số hàng chục. Delay, khoảng cách và delay thêm lần nữa. Hiển thị. Em có một hàm con hiển thị, đó là hiển thị giây, phút, giờ. Tương đương như là vị trí, nói chung là đây là vị trí của hiển thị thôi. Đây là chương trình hiển thị vị trí, để giúp chương trình vi xử lý biết được vị trí nào đang, vị trí của giờ, phút, giây. Đầu tiên đó là em để set check cộng D và cộng C, tắt hết, xuất lên tắt hết LED đi và bắt đầu lập chương trình lên, lập chương trình tuần hoàn. Đầu tiên đó là hiển thị giờ, phút, giây. Thì ban đầu do em khai báo đó là giờ, phút, giây đều bằng 0, cho nên ban đầu thì chương trình mình sẽ bắt đầu bằng 0. Nếu mà n bằng 2, n cộng cộng đó là cái tốc độ của chương trình. Nếu mà muốn đếm càng nhanh thì chỉnh n thấp, còn muốn đếm chậm thì bắt đầu chỉnh n cao lên. Ví dụ em đây là chỉnh n bằng 4. Giây cộng cộng, nếu mà giây bằng 60 thì phút sẽ lên 1 phút và giây reset lại bằng 0. Nếu mà phút lên bằng 60 thì giờ sẽ lên 1 giờ và phút bằng 0. Và
reset biến n lại. Khi mà n bằng 4 rồi reset biến n lại để bắt đầu lập vượt chinh một vòng lập tiếp theo. Bây giờ em chạy thử cho thầy và các bạn xem. Giờ đây em xin mô phỏng về chương trình Red 4. Đây, đây là dây. Đây là đếm dây lên. Lấy chi tiết nữa. Để cho tiện thì xíu nữa em sẽ tăng cái biến dây lên cho nó đếm nhanh, để có thể thấy số phút tăng lên như thế này. Khi mà mình nhấn dừng thì sẽ có một, chỉ có một con led sáng, tại vì đây là, đây là mình sử dụng, đây là em sử dụng phương pháp là quét led, là mỗi lần chỉ có một led sáng, nhưng mà do cái số lần sáng tắt nó rất là nhanh cho nên là mắt mình sẽ thấy là nó liên tục. Em xin khai bạn, em xin phép cho chương trình nhanh lên để mình dễ xem. Giờ nó bằng 2. Em xin dạy chương trình. N nó sẽ quyết định với cái tốc độ đếm của vi xử lý. Khi mà dây đếm lên 1 thì phút sẽ nhảy lên 1. Và khi phút nhảy lên 1 rồi thì bắt đầu là giờ sẽ nhảy lên 1. Phút sẽ tự, dây sẽ tự reset rồi không? Anh nói reset. Sẽ dừng chứ chứ. Em xin hoàn thành về phần trình bày bài tập 4 của em. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.